với tâm niệm ngay từ khi thành lập là đem lại trải nghiệm sống sang trọng giữa thiên nhiên dành cho khách hàng bằng những dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Mọi dự án của tập đoàn Flamingo đều là những tuyệt tác hoàn hảo, được xây dựng bằng chính tâm huyết và sự tận tâm của chủ đầu tư. Flamingo Group tự hào là nơi tôn vinh những giá trị văn hóa nghệ thuật, nâng niu thiên nhiên và hệ sinh thái tự nhiên, đặt cho mình sứ mệnh bảo tồn và phát triển bền vững những gì mẹ thiên nhiên trao tặng. Các hoạt động của tập đoàn ngoài chú trọng đến việc bảo vệ tự nhiên còn tiên phong tạo lập các giá trị sống mới với đẳng cấp vượt trội, sở hữu chiến lược đầu tư kinh doanh bài bản tiên phong cùng tâm và tầm của một tập đoàn có sự đầu tư đúng mức cùng tầm nhìn dài hạn. Flamingo Group đã nỗ lực trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân phát triển và có uy tín nhất tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Khởi sự với trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội Red Tour, trải qua hơn 20 năm, Flamingo Group này đã mở rộng và phát triển trên nhiều lĩnh vực hoạt động, du lịch, bất động sản và dịch vụ nghỉ dưỡng, xây dựng, phát triển quy hoạch và kiến trúc. Tại lĩnh vực bất động sản và dịch vụ nghỉ dưỡng, Flamingo Group hướng đến mục tiêu trở thành nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam và khu vực nhằm đem đến những trải nghiệm sống cao nhất cho khách hàng, đưa giá trị sống tinh hoa mang tầm quốc tế. Năm 2009, tập đoàn Flamingo trở thành thương hiệu nổi bật khi cho ra mắt khu nghỉ dưỡng hạng sang Flamingo Đại Lải Resort Vĩnh Phúc, top 10 resort đẹp nhất thế giới, khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam năm 2018. Đây là khu resort 5 sao duy nhất, cách Hà Nội chỉ 45 phút lái xe, với diện tích 123 ha, 5 triệu km2 mặt hồ và hàng ngàn hecta rừng bao quanh. Đặc biệt, Flamingo Đại Lải Resort sở hữu hàng trăm tiện ích 5 sao đẳng cấp như Seva Spa and Beauty Destination, trung tâm trò chơi thực tế ảo VR Game Park, chuỗi nhà hàng Á Âu, trung tâm hội nghị, khu vui chơi, bãi biển nhân tạo, sân golf. Giữa vùng đất tươi đẹp Flamingo Đại Lải Resort, sự kỳ diệu của tự nhiên, triết lý kiến trúc rừng xanh trên cao tinh tế và bền vững, lối sống hiện đại khẳng định đẳng cấp đã hội tụ để tạo nên một tuyệt phẩm bất động sản, tòa nhà xanh nhất hành tinh Forest in the Sky. Chất lọc tinh hoa của thiên nhiên và kiến trúc, Forest in the Sky vươn mình lên bầu trời, nối dài sắc xanh của tạo hóa, đưa chuẩn mực của phong cách sống thượng lưu nghỉ dưỡng lên một tầm cao mới. 11 tầng được phủ kín hơn 70 vạn cây xanh và các giống hoa hồng quý cùng 188 vườn treo Babylon đã thực sự tạo nên một đẳng cấp hoàn toàn mới trong nghệ thuật thiết kế kiến trúc xanh. Giải thưởng bất động sản quốc tế uy tín nhất International Property Award và chứng chỉ S cho công trình xanh tiết kiệm năng lượng là minh chứng rõ nét cho thành công của Forest in the Sky. Nổi bật trong tòa nhà là sự xuất hiện của tổ hợp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp lớn nhất Việt Nam, Seva Spa and Beauty Destination, hiện đại bậc nhất. Một điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn tận hưởng món quà sức khỏe từ những liệu pháp thiên nhiên. Nhắc đến Flamingo Đại Lải Resort, không thể không nhắc đến không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam, Art in the Forest. Luôn tâm niệm đưa nghệ thuật đến gần công chúng, Flamingo đã tạo nên một không gian văn hóa phóng khoáng, không giới hạn sự sáng tạo, dành riêng cho những nghệ sĩ tài năng. Một công trình giao hòa giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên và cái đẹp được tạo tác bởi bàn tay con người, biến nơi đây trở thành điểm nhấn văn hóa, một vùng đất đong đầy nghệ thuật qua các tác phẩm điêu khắc và hội họa đương đại thường niên của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Không chỉ dừng lại ở Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Group còn đầu tư tâm huyết xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng du lịch lên tới 7,8 hecta tại bãi biển Cát Cò 1, Cát Cò 2 đẹp nhất Đông Nam Á, Flamingo Cát Bà Beach Resort, một không gian hoan ca với đất trời và biển cả, kiệt tác xanh trong lòng di sản thiên nhiên vô giá, kế thừa và nâng tầm kiến trúc rừng xanh trên trời cao cùng công nghệ xây dựng độc quyền từ Forest in the Sky. Flamingo Cát Bà Beach Resort với 3 tòa tháp Forest on the Sea, Forest in the Sun, Forest on the Sand được đầu tư đồng bộ, bao gồm biệt thự cao cấp, khách sạn, tổ hợp spa và gym, night club, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, bể bơi vô cực và chỉ cách Hà Nội 2 tiếng di chuyển bằng ô tô. Dự kiến đi vào hoạt động quý 1 năm 2020, Flamingo Cát Bà Beach Resort là địa điểm lý tưởng cho những kỳ nghỉ sang trọng và sự kiện đẳng cấp quốc tế, được đánh giá là bước chuyển mình vượt trội của Cát Bà, khai thác tối đa tiềm năng du lịch khổng lồ của bãi biển nơi đây. Huyền thoại đỉnh cao, một siêu phẩm chỉ có thể tìm thấy ở Flamingo. Quần thể bán đảo Flamingo Legend nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa như viên ngọc quý giữa lòng hồ Đại Lải. Trong đó, The Legend bao gồm hai tòa Sunshine và Moonlight với 100% các căn biệt thự hướng hồ, bao quanh bảo tàng nghệ thuật ngoài trời đặc sắc trong rừng thông nhiều năm tuổi, liền kề Flamingo Dragon Island và Flamingo Phoenix Island. The Legend gây ấn tượng với suối nước nóng onsen cùng cảnh quan được nghệ nhân Nhật Bản dày công thiết kế và tạo hình. Biệt thự Tổng thống Legend Mansion là kỳ quan trong nghệ thuật thiết kế kiến trúc và kiến tạo cuộc sống sang trọng trên tầm cao nhất trên thế giới, mang trong mình những tinh hoa hoàn mỹ. Legend Mansion là điểm cuối của hành trình đi tìm huyền thoại đích thực.
kiên trì và nhạy bén, quyết đoán và luôn giữ vững tầm nhìn xa dài hạn cùng sự tận lực cho những gì đã hứa với cộng đồng tinh hoa. Flamingo Group sẽ tiếp tục kiến tạo những công trình tiêu chuẩn vàng, tiền phòng xây dựng đẳng cấp sống nghỉ dưỡng bền vững với tự nhiên.